Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay là lên tiếp cho người một lô hàng. Đây là hàng phụ kiện câu cá nha mọi người. Có những lưỡi câu nè, kamakasu. Một số lưỡi còn full hộp luôn. À, bên đây là mani và số 8 nhé. Rồi, để show shop vô cụ thể từng món cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu bằng lỗi clip shop lên á, thì anh em cứ gửi qua cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn người một mã đầu tiên nhé, mã số 1. Thì mã số 1 là cho mọi người một cái lưỡi kamakasu. Và lưỡi này chuyên về cho câu con cá này nè mọi người. Đó. Và đây lưỡi của nó đây. Lưỡi nó cứ quát quát thế này đây. Đó. Quát quát ra rồi gọng nó sẽ quát vô. Đó. Có size số 7, số 8 và một bịch số 10 nha mọi người. Hai bịch số 7, một bịch. Hai bịch số 8 và một bịch số 10. Đây. Đó. Lưỡi này thì nó họ chuyên về câu con cá này. Đó. Lưỡi này cực kỳ bén nha. Đây, đó, cứ quát quát thế này. Lưỡi này thì rất là nhiều anh em đặt rồi. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá một bịch này là 25k nhé. Một bịch 25k. Này có 5 bịch thôi nha mọi người. Đó, số lượng có hạn. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 lên tiếp người một cái lưỡi dạ quang. Đây, có để này, lưỡi dạ quang. Đó. Lưỡi này từ Nhật về nha mọi người. Đó. Lưỡi này nó xay nó cũng bự đó mọi người. Đó. Dạng chiên về cho nên là tô ngâm. Vô thép thế này đây. Đó. Rất là đẹp ha. Sơn một lớp phủ da quang. Chiên về cho nên là tô ngâm nha mọi người. Chiên về tô ngâm sang hàng. Rồi, giá một bịch này sẽ là 25k luôn nha mọi người. Đó. 25k thì loại này chỉ có một bịch này thôi, bịch này với một bịch dạ quang này với một bịch dạ quang màu đỏ này. Đó. Đây hai bịch nhá. Đó, giá 25k một bịch nha mọi người. Đây. Mã số 2, số 3 25k. Tiếp theo mã số 4. Số 4 và số 5. Số 4 và số 5 là hai lưỡi gamakasu nha mọi người. Gamakasu. À, lưỡi này thì chuyên về cho nên là câu chép nè, câu cá chép, câu cá hanh. À, lưỡi tương đối bự nhé. Anh em tẩm câu lăng xê cũng được, rất ok ha. Lưỡi đỏ của gamakasu. Một bịch này nó sẽ có 12 lưỡi. Đó. Và mình về được hai xay, một xay số 6 và xay số 5. Số 6 nó sẽ lớn hơn một tí thôi. Đó, đây. Để ngút vào nè. Đó. Thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh đây cho nhé. Rồi giá công khai một bịch này sẽ là 25k nhé. À, mã số 4 và mã số 5 25k. Theo qua đây à, số 6. Số 6 là một dạng lưỡi gamakasu. À, gamakasu. Thì à, loại này loại gọng dài nha mọi người. Loại gọng dài à, và lưỡi bự. Lưỡi này chiên về cho nên là con ngâm nhé, con ngâm. Lưỡi cực kỳ bén luôn. Lưỡi gamakasu nổi tiếng này, có vàng. Đó. Thì một bịch này nó sẽ có là 9 lưỡi nha mọi người, 9 lưỡi. Rồi, giá công khai một bịch này sẽ là 20k nha mọi người, 20k một bịch. Đó. Thì anh em cứ mua hai bịch sắp quản xếp, một bịch sau cũng xếp. Đó. Rồi, giá là 20k một bịch nha mọi người. Đó, mã số 6. À, loại này chỉ có hai bịch thôi nha mọi người. Đó, hai bịch. Tiếp theo mã số 7. Số 7, số 8. 7, số 8 là hai là một loại lưỡi gamakasu. Đó, gamakasu gọng dài. Số 8 sẽ lớn hơn một tí. Loại này thì chuyên về cho nên là câu gô, câu giết nhé. Câu gô, câu giết. Câu gô đồng. Đó. Câu mấy con cá trắng á mọi người, câu cá trắng, câu cá lăng. Đó. Rất ok, lưỡi này cực kỳ bén nha. Lưỡi cực kỳ bén luôn. Một bịch này sẽ có 18 lưỡi. Đây, xe số 8 nó sẽ bự hơn một tí nè. Đó. Anh em câu bóng đục cũng được, câu bóng đục câu lưỡi này cũng rất ok ha. Đó. Câu cá đẫm. Đó, cái lưỡi này cực kỳ bén nha. Rồi, giá công khai một bịch này sẽ là 20k nha mọi người. Mã số 7 20k. Mã số 8 cũng vậy 20k nhé. Mã số 8
sẽ số 8 gam cao su. Tiếp theo qua đây, qua đây sẽ cũng là một loại lưỡi gam cao su đó. Gọng này là gọng vuông nha mọi người, gọng vuông và cái thân của nó dài. Đây, lấy một bịch ra cho mọi người xem. Hai loại này khác nhau ha. Đây, gọng vuông và thân của nó rất là dài. Đó. Loại này anh em câu câu mồi tép không thôi, câu mồi dung á, móc cực kỳ dễ luôn. Cá cực kỳ nhẹ nha. Đây, gọng dài nha mọi người. Đó. Chữ U mà gọng dài. Đây. Đó. Cực kỳ bén nha. Rồi, giá công khai một bịch này. Bịch này cũng là 20k nha mọi người, 20k một bịch. Đó, chuyên về cho anh em là câu gô, câu phi. Câu cá gô phi. Đó. Câu cá đồng. Đó. Cá lù đù. Cái này câu cực kỳ êm nha. Đó, cá ngao á. Rồi, giá là 20k một bịch nhé. Tiếp theo là xe số 9 nè. Đó. Xe số 9 nó bự hơn số 8 này một tí. Rồi, gọng này gọng dài. Đó, trong phải gọng chu. Rồi, giá cũng vậy, giá 20k nha mọi người, 20k một bịch. Tiếp theo qua đây. Qua đây là vài bịch lữ dạng chuyên về cho anh em câu đài. Câu đài câu đây là lưỡi không ngạnh luôn nè. Đây, lưỡi Nhật Yamakasu không ngạnh. Và lưỡi này là lưỡi số 3 nha mọi người, lưỡi số 3. Đây, lưỡi cực kỳ nhỏ này, nhỏ nó tốt rất là nhiều luôn. Lưỡi nhỏ và ngắn nè. Lỗ này chuyên về cho anh em không giết nha. Đó, không giết. Câu cá suối. Câu cá mương. Rồi, giá một bịch này sẽ là 20k nha mọi người. Bịch này thì chưa kiểm tra số lượng, chắc nó đủ thôi. Đó. Chắc nó không đủ đâu, 20 lữ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 lữ nha. Lẫn 20k nha. Đây là size số 4 nè. Đó. Bự hơn một tí. Và lữ bịch này bịch mới luôn nha mọi người. Bịch mới luôn. Đó. Còn niêm phong nè. Yamakasu. Lữ không ngạnh mọi người, lữ không ngạnh. Lữ này thì anh em câu dịch vụ rất ok nè. À, câu dịch vụ. Rồi, giá là 20k luôn nhé. Và đây là xe số 6. Xe số 6 thì shop sẽ có hai màu, màu vàng và màu xanh nè. Đó, màu xanh này rất là nhiều luôn. Đó. Đó. Và lưỡi này cũng làm, nó làm dạng quát quát ra thế này đây. Đó. Này đóng cá rất là ok luôn nha. Đóng mà dính đông dính nè. Đó. Làm quát quát ra thế này. Đó. Rồi, giá một bịch này sẽ là 25k nha người, 25k. Thì có qua được thôi, không có nhiều đâu. Đó. Đây. Lượng nó thế này. Đây, vừa cho anh em câu dịch vụ nha. Câu câu phi, câu cá phi, câu cá rô. Đó. Câu dịch vụ. Rồi, giá 25k nha người, mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 quăng quẹt, vẫn là lưỡi không ngạnh nhé. Lưỡi này dạng gọng dài nè, đó, Yamakasu ha, đó, lưỡi không ngạnh. Thì cái đuôi của nó sẽ làm cái rãnh đó mọi người, có rãnh cho mọi người dễ tóm lưỡi nè, đó, rãnh chút cái đuôi nè, đó. Thì cái này thì shop sẽ có hai size và hai loại nha. Đây, một loại, đây là một loại nha mọi người, đó, gọng dài. Xe số 10. Xe số 10 sẽ có hai loại. Đây, lưỡi số 10 sẽ bự một tí nè, đó. Lưỡi số 10 là chuẩn bị cho anh em câu phi luôn á, câu phi dịch vụ luôn á. Đây. Và lưỡi số 10 sẽ có loại này. Cái này rộng tròn một tí. Đây. Để hai cái kế bên cho mọi người dễ phân biệt. Một cái rộng vuông, chữ U nè. Hơi chịu tí một cái vòng tròn nè. Đó. Rồi, giá cũng vậy, giá 25k một bịch nha mọi người. Thì mọi người cần thì bỏ mình chụp hình cận cảnh cho mọi người xem nhé. Số 12, 25k một bịch. Số 13. 13 cũng vậy, lữ không ngành. Đó. Có số 10 nè. Đó, xe số 10. Số 10 này săn hàng này. Đó. Yamakasu, lữ cực kỳ bén nha. Giá 25k. Ở đây là gọng U nè, gọng chữ U nè. Đó. Gọng chữ U này chuyên về cột chép nè. Rồi, giá 25k nha, xe số 8.
Cái số 8 cái rộng nó sẽ dài một tí này, so sánh hai loại khác nhau cho mình xem. Đó. À, giá cũng là 25k nhé. Số 7 25k, số 12 và số 13. Đó, số 12 màu vàng nha mọi người. Đây. Sân hàng. Đó. Số 13. Tất cả loại này không ngạnh nha mọi người. Đó, không ngạnh. Rồi, giá là 25k một bịch nhé. Bên đây sẽ là một hộp lửa luôn. Đây là một số 10, mã số 14. Đây là lửng Gamakatsu, Gamakatsu lửng là lửng số 2 mọi người. Thì hộp này thì chưa sử dụng mà, chưa sử dụng. Thì lửng này chuyên về cho anh em câu dịch vụ nè, câu chép nè, câu phi, câu cá đẩm, câu cá lù đù. Đây lửng nó sẽ rất ok ha, xây này rất là vừa câu luôn. Đó. Anh em miền Tây thì có thể câu cái này, câu dạng câu ngâm, câu cá cha, câu cá lăng, bồ nước về cá lăng về nè mọi người. Đó, câu cá trắng cũng rất ok ha. Đây, dừa. Rồi, một hộp này sẽ có là 63 lửng nha mọi người. Và một hộp này nó 800 yên, nó ra tầm khoảng 160-170 gì đó. Rồi, shop bán giá công khai. Một hộp này sẽ giá là 90k nha mọi người, 90k một hộp. Tiếp theo bên đây. Bên đây là hộp số 3 nha mọi người, hộp này hộp số 3. Đó. Bự hơn cái số 2 một tí. Bự hơn tí thôi. Đó. Giá cũng vậy nha mọi người, giá là 90k nha. 90k một hộp. Một hộp này gồm 63 lửng. Đó. Đây. Cái lửng ở đây, đó. Rất ok ha. Lửng Gamakatsu nha mọi người, loại điện Nhật nha. Tiếp theo qua đây mã số 16. 16 sẽ là lữ chuyên về cho nên là câu gô câu giết nè. Đó. Lữ công dài. Lữ này thì chắc mai mốt gì shop cho đi tép quăng để lên lữ để lên lớp cho người xem nhé. Thì một hộp này nó gồm 95 lữ nha mọi người. Đó, 95 lữ. Rồi, giá cũng vậy nha mọi người. Giá là 90k nha mọi người, 90k một hộp này. Đó, anh em cần báo mình chụp hình cận cảnh đây cho nhé, để vào ô tập chụp hình đó, anh em dễ biết hơn. Đó. Rồi giá cũng vậy, 90k nhé. Tiếp theo qua đây là hai xây lửng Chinu. Đó. Đây số 17 và số 18. Đây. Cái này của Nhật Quỳnh luôn rồi, Mercedes-Benz nè. Thì một túi này nó sẽ có 50 lửng nha mọi người, một túi này sẽ có 50 lửng, và lửng nó thế này đây. Đó. Xây này rất là vừa câu dịch vụ luôn nè, câu phi dịch vụ. Và lửng này sẽ lớn hơn một tí, cái này sẽ số 1 nha, bên đây số 3 nè. Đó. Sẽ lớn hơn một tí nè. Đó. Rồi, giá một túi này sẽ là 60k mọi người, một túi này nó gồm 50 lửng nha. Một túi này giá 60k. Thì số 17, số 18. Tiếp theo số 19. 19 sẽ là một túi lửng của hàng Tinker như nè. Thì túi này hình như là shop có điểm rồi, hình như cái túi này được 50 lửng nha mọi người, 50 lửng nhé. Đó. Lửng này chuyên về cho anh em Google cô viết nè. Đó, lửng tương đối nhỏ. Đây. Mấy lửng Nhật này bén cực kỳ luôn rồi, bén khỏi bàn. Đó, bén tốt về cho anh em phân biệt nè. Rồi, giá công khai 40k này, 40k một bịch số 19. Tiếp theo 20. 20 là một túi này, túi này gồm 20 lửng người, 20 lửng. Túi này vẫn là túi hàng của Nhật về luôn, cỡ niêm phong. Đó. Lửng này thì rộng nó cũng dài mà lửng chưa nha mọi người. Đây. Đó. Lửng này anh em câu chép là khỏi chê luôn. Đó, để nó tốt rồi đây. Rồi, giá một túi này là 100 lửng, giá là 80k nha mọi người, 80k một túi này. Tiếp theo qua đây là lửng số 21, số 22. 21, 22 là hai loại lửng giống nhau nha mọi người. Hình như là loại này hồi chiều lấy lên điểm lợi thì cái này nó ra tầm khoảng 40 lửng, 40 30 lửng gì đó. Đó. Lửng này của hàng 23 size gì nè,
nữ này của Pom này, của Nhật mà sản xuất tại Việt Nam như vậy nè mọi người. Đó, cách xa thì bảo vệ cho mọi người luôn. Đây nữ nữa này, nữ này chuyên về cho anh em nào câu đài nhé, câu đài câu nữ này có ngạnh mọi người, câu đài câu gô câu viết nè, câu gô phi, anh em câu cá đồng đó, đây cục chép cũng được, rất ok ha, lẫn này cực kỳ bén luôn nha mọi người. Đó, chính rồi đó, đây nhẹ thôi là dính, nhẹ thôi là dính, lực cực kỳ bén nha. Túi này như là chiều đếm là khoảng 30-40 lẫn gì đó, giá công khai, giá dạng giá giá tối nay là 30k nha mọi người, mã số 21, mã số 32, lưỡi này tầm khoảng 20 cái thôi. Rồi, giá là 20k. Đó. Lưỡi số 10 và số 11, mã số 21 và 22. Tiếp theo qua đây. Ở đây mã số 23. 23 là đây, 23. Mã này thì hồi chiều mình đếm là nó ra tầm khoảng 40 lưỡi, 40-30 lưỡi gì đó. Và lưỡi này rất là nhiều anh em săn luôn. Đó. Tại sao mình nói anh em săn về đây? Đoạn này là lưỡi dạng giống Yamakasu á mọi người. Gọng dài mà nó có ngạnh ngược. Có hai ngạnh ngược. Đó. Lần trước có về một lô được một loại một à. Anh em chốt một phút mơ dây luôn. Đó. Lưỡi này nó giữ mồi cực kỳ chắc nha mọi người nè. Đây, đó nè, thấy không? Đó, trên lưng nó sẽ có hai ngành ngược nhé, và lưỡi xay dừa câu đó, các anh em câu cá phi cá đổng đó, anh em câu cá ngăn cá biển, đây lưỡi cực kỳ bén nha mọi người đó, anh em câu gô đồng thì cũng được, gô đồng lấy lưỡi này câu ok nè, có ngành ngược nha mọi người. Thì cái túi này chiều đếm tầm khoảng 30 lưỡi. Rồi, giá công khai giá 35k nha người, 35k cho túi này. Đó. Tương đối nhiều quá mọi người. Tiếp theo mã số 24. 24, 25, 26. Là lưỡi Yamakasu ngạnh ngược. Đó, có hai ngạnh nha mọi người, có hai ngạnh ngược nha. Đây. Yamakasu. Đó. Đó này à. Loại này không có ngạnh ngược cho mọi người, không quên, nhìn nhầm. Đây, lưỡi số 7 không có ngạnh nha mọi người. Đó, lưỡi dạng lưỡi nhỏ mọi người. Lưỡi nhỏ này thì lần trước có bán cho một số anh em câu cá cá bóng đục đó mọi người. Đó, câu thì không sợ nó nuốt mồi luôn. Đây, đó, móc còn trùng vô câu thả ra nha, trùng hay tép gì. Gọng tương đối dài và lưỡi rất là bén nha. Nó nuốt thì sẽ không hết cái lưỡi đâu, anh em rất là dễ tháo ra nha. Đó. Rồi, giá một túi này sẽ là 20k mọi người, 20k thôi, 20k một túi. Đó, lưỡi số 7 Yamakasu. Đây là số 8 mà hai lưỡi này hình như là ngặt có ngành ngược. Quên. Tiếp theo mã số 24 này, mã số 25 26. 25 26 là hai loại nè. Đó, loại này có ngành ngược nha mọi người. Đây. Đó, ngành ngược cho mọi người. Đây, đó. Nó sẽ lớn hơn lượng số 7 một tí thôi, nhưng mà loại này có ngành ngược cho anh em giữ con mồi cho anh em rất là dễ giữ nè. Đó. Một ngành ngược, hai ngành ngược cho mọi người. Đây. Thì loại này thì mình có xay số 9 và xay số 10. À, số 8 và số 9. Đó. Đây rồi. Cái ngọn không có ngành ngược luôn nhá. Đó. Hai số 9 này thì có cái cộng bơm nó không dài, để bỏ một bên đi, lấy bơm dài cho anh em vô dễ nhìn nè. Đó. Có ngành ngược cho mọi người. Đó. Số 9. À, giá 25k một tịch nha mọi người, 25k một quyển này. Đó. Thì mấy cái này cũng về cũng số lượng cũng ít thôi, chứ không có nhiều đâu. Đó, anh em là chốt trước thì mình để cho anh em đó nha. Cái này anh em câu dạng câu cá câu đục á. Cái men cá mà hay phá mồi là rút đâu được con mồi của anh em đâu. Đó, có ngạnh này nó giữ con mồi nữa rồi. Đó. Câu rất ít tốn mồi nhé.
về được mã số 9 và số 10. À, số 8 và số 9 nha mọi người. À, Gamakatsu số 8 và số 9, mã số 25 và 26. Tiếp theo lên đây. Lên đây này, mã xây số 10 nè. Đó, số 10 còn có ngành ngược nè. Đó, về được dài xây thôi. Về được dài địch thôi nha mọi người. Đó, cho mọi người xem. Đây, ngành đây. Đó, nó sẽ có ngành ngược nha mọi người. Đó. Ở này vừa có bóng đục luôn. Đó, vừa có bóng lục, câu cá đỏng luôn. Đó. Cái này để mồi vô thì nó giữ con mồi này cho mọi người nhé, tránh những con phá mồi. Đó, về được 2 xây, 3 xây. 8 8 9 10. Đó, 8 9 10. Đó. Thì anh em là chút trước xin để cho anh em đó nhé. Rồi, mã số 27 giá cũng vậy, giá 25k nhé. Tiếp theo mã số 28. 28 sẽ là cho mọi người dài tích lũy săn hàng nè. Đó. Có ngành ngược luôn. Xây số 18 nè. Đó. Xây bự nha mọi người. Và lũy nó sẽ có ngành ngược thế này. Đó. Xây bự cực kỳ luôn. Cho anh em là chia về câu ngâm. Câu ngâm mà dạng anh em câu mấy con trùng trùng biển á, mấy con hà á. Đây. Ngành ngược nha. Tránh mấy cá phá mồi, nó giúp mồi của anh em mắc nè. Đó. Nó ngành ngược nó giữ lên nha mọi người, cực kỳ bén luôn. Đó, cộng dài. Rồi, giá công khai một túi này sẽ là 30k nha mọi người. 30k lũy săn hàng xây số 18 nhé, xây số 18 mã số 28. Đó. Cái này cũng về được vài lưỡi thôi, 1 2 3 4 5 6, 6 lưỡi nha mọi người, 6 bịch nha. Lưỡi này thì nó sẽ có một ngành ở trên đây. Đó. Cực kỳ bén nha. Rồi, giá là 30k một bịch nha. Tiếp theo qua đây. Đó. Qua đây sẽ dài bịch lưỡi câu cá bóng đục. Đây, lưỡi xây số 9 nè. Lưỡi Gamakatsu xây số 9. Lưỡi nhỏ lắm người. Rồi, giá là 20k nha người. 20k một bịch này. Một quỷ này. Loại này anh em câu cô đồng cũng rất êm nha. Số 30. 30 là đây, vẫn là một túi 17 lữ. Mà xây số 10. Giá cũng vậy, giá là 20k nha mọi người, 20k một bịch. Cái loại này thì anh em về câu bóng đục rất là êm luôn á. Đó, anh em có một bán qua cho anh em ngoài dùng biển này, về mà đánh bóng đục là khỏi bàn. Đó. Và mã số 31, xây số 12. Đó. Giá cũng vậy nha mọi người, giá là 20k nhé, 20k một bịch, mã số 31. Tiếp theo mã số 32. 32 là lưỡi QH nè. Đó, lưỡi này vẫn là lưỡi của Nhật mọi người, Mesaben nè. Đó, phần sẽ lấy của Nhật về thôi. Lưỡi này thì mình sẽ mua lô và nó sẽ về số lượng nó sẽ không biết được. Rồi mình sẽ lựa qua tuyển ra một vài túi nó sẽ nguyên thế này thì đăng lên bán cho người ha. Đây, đó, lượng nó thế này, lượng quy ha, lượng của Nhật, lượng màu vàng nha mọi người. Đó. Rồi, giá cũng vậy, giá 20k nha mọi người, 20k một bịch này. Lượng này lượng số 32, 33, 33 sẽ bự hơn một tí nè. Đó. Bự hơn nhiều luôn á. Lưỡi này bữa hẳn bán cho một cho anh kia về câu cá hành mọi người, câu cá hành cá cháp mà. Lưỡi rất là bén luôn, lưỡi của Nhật. Rồi, giá cũng vậy, giá 20k mọi người, 20k một túi. Tiếp theo là bên đây là lưỡi mã số 34. À, 34 sẽ là lưỡi dạng này, nó có thế này đây. Về cho anh em nào câu cá chê, cá cô đồng nè. Đó. Lưỡi này giữ cá cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Cái này em khỏi lo. Lưỡi này thì mình có xây số 12 nha mọi người. Xây số 12 là gồm 10 lưỡi nha. Một bịch này gồm 10 lưỡi. Rồi giá cũng vậy nha mọi người. Giá là 20k nha. Lưỡi này lưỡi khoảng là lưỡi của Nhật mọi người. Lưỡi này khoảng là lưỡi của Nhật. Đó là lưỡi cọc. Bên đây qua phụ kiện nha mọi người. Mã số 35. Mã số 15 lên cho mọi người một cái phụ kiện về cho anh em treo chì neo nè. Đó, hình của nó thế này.
Đó đây. Đó. Cái này gồm hai cây nha mọi người. Đó. Anh em treo chi neo nè. Đó. Rất là tiện lợi nha. Và một túi này thì nó gồm hai cây và 5 cm. Họ bán ở Nhật là 500 yên tầm khoảng 100.000 Việt Nam. Về Việt Nam giá thanh lý 25k này, 25k một bịch này. Đó. Về cái gai bịch ha, 1 2 3 4 4 5 bịch gì đó. Rồi, mã số 35 giá 25k. Tiếp theo mã số 36. 36 cũng vậy, bản dạng cho nên treo chì neo nào. À cái này nó không có màn đi nha mọi người. Mà được cái này nó được cái là ba cây nha mọi người. Đây hình của nó đây. Đó. Chì neo cho anh em treo cái mồi nó lửng nè, đó. Đây, nó thế này. Rồi, giá cũng vậy mọi người, giá là 25k, 25k một bịch. Tiếp theo mã số 37. 37 là cho người một số 8. Đây là số 8 dạng săn hàng luôn á. Cách cực kỳ bự và nặng. Mình cầm trên tay mình cũng cảm giác nó nặng mọi người. Đẩy vô người xem. Đây nó chống sẵn luôn nha mọi người, quay nha. Đó, cho anh em về săn hàng nha. Cái này nó có 3 cây nha mọi người, 4 cây. Rồi, giá còn khai. Giá sẽ là 15k nha mọi người. Đó, mã số 37 giá 15k. Tiếp theo mã số 38. 38 vẫn là cái số 8 săn hàng. Đó. Đó này thì nhiều hơn một tí. Này được cái 246 cây. Đó. Giá là 20k nha mọi người, 20k mã số 38 nha. 38 38 20k là 20k một bịch này nhé. Vậy cho anh em săn hàng. Đó, số 8 này cực kỳ chắc luôn, chống gói luôn, xây luôn nha mọi người. Loại này của Nhật về luôn nhé. Mã số 39. 39 vẫn vậy, vẫn loại số 8 mà nó làm kỹ công hơn. Đó. Làm có thanh điện nha. Con này thì bao chắc cho mọi người rồi. Rồi, giá vẫn vậy, giá 20k nha mọi người. 20k, mã số 39. Tiếp theo mã số 40 41 42 43. Thì đây, đây là số 8 từ xây nhỏ lên to nha mọi người. Đây, số 8 xây số 12 nè. Đó. Mã số 40 nè, đó. Đây nha. Đây. Loại này thì nó để tải được 13 kg nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai một túi này sẽ là 20k nha. Số 40 20k nè. Chỗ này là mã số 10, nó bự hơn cái kia một tí. Đó. Tải được 17 kg, giá công khai 20k. Số 42. Số 42. À mang đến số số 8. Đây, đó. Cái này tải được 25 kg nè, giá là 20k luôn nha mọi người. 20k thì nó để là hàng của Nhật luôn nha mọi người, hàng Japan. Đây, hàng Japan nè. Rồi, giá là 20k nha mọi người. Và cái cuối cùng mã số 43 và số 8 số 6 nó tải được 36 kg. Và cái này tương đối bự nha mọi người. Đó, bây giờ anh em đánh biển săn hàng nè. Rồi, giá công khai cũng vậy, 20k thôi nha mọi người, 20k. Tiếp theo bên đây là số 8. Mã số 44 và 45. 44, 45 là hai loại money nha mọi người. Đó. Số 44 là money số 2. Đó. Nó được là 3 cái thôi nha mọi người, 3 cái. Đó, để tải được 13 kg nè. Đó, về cho anh em cột săn hàng nhé. Anh ấy khá là bự nha. Nhìn rất là chắc nha mọi người. Mấy cái này nó chẳng bóng luôn nè mọi người. Đó. Giá 20k. Mã số 45, money số 4. Tải được 13 kg. Và cái này được 4 cái, được 5 cái nha mọi người. Đó. Giá cũng vậy, 20k nhé. Bên đây là dạng money nhỏ cho anh em cùng đài. Mã số 46. Đây, 46 dạng money nhỏ nè. Đó. Số 12
cho anh em câu đài ha. Đó, câu đài của lăng xê giá vẫn vậy mọi người, giá 20k. Tiếp theo bên đây, đây là cái mà ní mình đang có hai đầu đây, mã số 47. Xe số 12 nó thế này. Đó. Nó có hai cái đầu mani nè mọi người. Đó. Đây. Đó, cho anh em nào mà câu về mà không thích cắt dây linh đó thì anh em móc hai đầu này về bấm tháo ra thôi. Đó. Đây. Đó. Rất tiện lợi ha. Thì cái này về được xe số 12 nè. Số 14, số 10, số 14, số 14 về được hai loại luôn nhé. Thì giá cũng vậy nha mọi người, giá công khai cũng là 20k nhé. Mã số 47 giá 20k. Đó. 48 giá vẫn là 20k luôn nha mọi người. 48 là nó chỉ có mani thôi nha, cho một không phải là hai đâu. Đây, mani thôi. Đó, xem lộn. Giá cũng là 20k nha. 49 sẽ là mani hai đầu thế này. Đó. Cái này sẽ bự cái kia một tí thôi. Giá 20k nha. 14. Đây, giá nhỏ một tí. Giá cũng là 20k nha mọi người. Đó. Giá là từng tỷ nha mọi người. Tiếp theo trên đây, trên đây là dài cái phá lua nha mọi người. Đây, đây là cái gì mình chưa dùng tới cái này luôn. Đó, anh em nào biết thì bảo mình. Giá vẫn vậy nha mọi người, giá 20k nha. Vậy là kẹo bịch thôi, chứ không nhiều đâu. Đó. Cái này là cái phá lua. Mã số 52, 51 và 52. Cái này phá lua. Đó, phá lua của Nhật nha mọi người. Rồi, giá cũng vậy. Giá là 20k một bịch. Giờ được xây số này số 1 nè. Mã số 53 là xây số 2 nè. Đó. Lớn một tí nha. Giá là 20k em ơi. Mã số 53 20k. Tiếp theo là mã số 54. 54 thì đây mà cái số 8 nè. Đó, nó có thể xây được nè. Rồi, giá như vậy. Giá là 20k nha mọi người, 20k. Mã số 55 56 57. 55 56 57 là dạng chữ T và chữ T như thế này. Nó có điểm cái bồng sứ nha mọi người nè. Đó. Chống gối nha. Nó được 23, cái này nó tải được 23 kg nè. Đó. Rồi, giá vẫn vậy, 20k một bịch. Đó. Mã số 12 thì nó sẽ lớn hơn một tí nè. Đó, mã số 12 là xây số 12 và mã số 55 nha mọi người. Lớn hơn một tí. Đây, để mọi người xem rõ, sắp xếp vào vị trí đi cho rõ cho mọi người. Mã số 55 là cái này, xây số 7. Nó sẽ lớn nha mọi người. Đây, lớn. Đó. Mã số 10 nó sẽ nhỏ hơn một tí. Đó. Anh em nào thích hợp cái nào cao qua đó. Cái này tải được 13 kg nha, nhỏ một tí nè. Giá cũng vậy 20k nhé. Mã số 12. Dạng cũng nhỏ đây. Đó. Nhỏ hơn một tí nữa, tải được 8 kg, 8.8 kg. Rồi, giá cũng vậy nha mọi người, giá 20k nhé. Mấy chữ T này cực kỳ lợi hại nha, anh em nào biết sử dụng á. Rồi, đó tổng cộng 50 7 mã lên mọi người hôm nay. Có thể trong clip này nhiều quá, lắp nấu có thể lắp dắp anh em cần báo mình chụp hình cận cảnh đây nha. Rồi, cảm ơn mọi người.